Ủa, giờ sáng rồi. Trời ơi, bây giờ lại một ngày mệt mỏi đây. Thật ra hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học đúng không ta? Thôi dậy sớm thôi. Chán ghê á. Mình ghét đi học rồi, còn phải đi học đầu năm nữa. Ok, sạch sẽ nào. Ok. Rồi, đánh răng phát nào. Ok, rồi. Mấy hôm nay em mặc bộ gì ta? Hôm nay là ngày đi học được teo mà đúng không? Nhưng mà chắc mình nghĩ bộ này là đẹp nhất rồi gì nữa. Rồi rồi, ăn tí đồ ăn đã, ăn xong thì tính sau. Trời, hôm nay đồ ăn chán nhở. À mà quên mất, mấy ông núp dậy chưa nữa. Qua rủ nó phát, khổ ghê á. Lúc nào bọn mẹ kêu núp dậy mệt. Núp thì ở bên cạnh nhà mình. Yeah, mình với núp xuống trống. Và các bạn đừng thắc mắc tại sao cái nhà như thế này, bởi vì đây là đục về của núp luôn đó. Núp ơi. Hello. Cái thằng này. Còn bánh mì qua nó gửi được không? Bánh mì nè. Bánh mì đâu? Nè. Yeah, được ăn bánh mì nè. Trời ơi, núp em biết hôm nay là ngày gì không? Khổ ghê á. Ngày gì? Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của hai tụi mình á, em quên nhanh vậy. Trời đất ơi. Đúng rồi. Trời, hôm qua soạn sách vở gì chưa hay là chưa có gì hết luôn, hay là quên luôn? Em quên rồi. Để em sắp ra. Ủa chị có ba lô, em quên mua ba lô luôn rồi. Thôi qua nhà chị ăn sáng, à thôi em đang đánh răng xúc miệng đi xong là qua nhà chị ăn sáng luôn. Trời ơi. Qua nhà chị luôn. Qua nhà chị lấy lẹ luôn. Không có gì nha. Rồi. Để chị lấy bánh quy nhá, mọi em thích nhất nhá. Nè, bánh quy nè. Đó. Yeah. Ăn rồi. Mang cặp vào đi cặp. Ủa, từ ra cặp em để đây luôn này. Mang cặp vào đi học nhá. Rồi. Đây là cặp vào sân của mình. Yeah, cặp của nước nè. Rồi, tụi mình đi học thôi nhá. Trời ơi. Đi thôi nè. Hôm nay là ngày đầu tiên của mình với Núp đi học. Chắc sẽ có rất nhiều điều thú vị ăn Núp ạ. Ủa ai à? Ủa? What? Ai à? Ấy. Ủa thế mình ở đây là Rick Tarasi mà. Ủa chị chạy đi đâu mất tiêu rồi? Chị cũng không biết ạ. Ủa mình nhớ đó Rick Galaxy mà. Mà mình vừa thấy cô ấy đặt cái gì đây. What? Một cái đường dài à? Màu đỏ. Mấy... này là sao? Thôi qua lại đi. Ui. Không bị yêu nè. À tụi mình đi lên trường thôi. Đi thôi nè. Ủa? Ủa? Núp. Ủa tại sao xin? Xin đây à? Ủa tại sao xin gọi đây? What? Coi xin. Ủa xin ở đây làm gì xin? Leo leo hai người đi trễ kìa. Hả? Mày. Là sao? Dạ gì trời. What? Hai đi chơi cho kỳ kỳ sao sao. Ủa sao chị? Ủa xin làm gì có đi học đâu ra. What? À kỳ quá, thấy xin không đi học luôn. Hello chào người. What? Ủa sao có sao có anh Naruto đây nhỉ? What the? What? Naruto và Sakura. What? Ủa tại sao lại có những người này ở đây? Mày. Em không biết, tự nhiên đâu ra vậy? What? Ai đây là ai vậy? Cầm kiếm quá, sợ. Ai vậy? Ủa cái lớp của mình. Ủa em nói bây sao chị thấy nó ta. Đây là những nhân vật anime được không ta? What? Em biết nữa chắc vậy á. Để chị hỏi từng. Ủa? Lạ là để mình hỏi từng người tự nhiên sao? Như đây là Natsu đúng không? À Lucy có một học sinh mới nè. Xin chào người mới nha. Người mới á. Natsu chỉ là người mới thôi mà, đừng có làm người ta sợ. Đừng làm cho người ta sợ. Ok, xin chào. Chị không biết. Lúc đây là Juno nè. Em biết không? Ai vậy? Em hỏi thử chị ấy nói gì đi. Chào chị. Tránh xa tôi ra, tôi không thích người lạ. Ơi, tránh xa chị đó nha. Cầm kém rồi đấy, không được rồi. Có Doraemon nè. Doraemon nè. Ủa sao để cánh cửa hình kỳ? Ủa Nobita nè. Trời ơi. Wow hay ta. Quay nào. Bớt đi Nobita.
Nè, Nobita tôi có cánh cửa thần kỳ nè, hay không hay không? Trời ơi, để cánh cửa trước mặt xung lớp luôn. Không hiểu luôn á. À đây là Kana với Toho trong cái chuyện gì ta? Chị nhỏ có con rồng nhé, chị chả biết nữa. Em có coi anime không có, nhưng mà em cứ coi chút thôi à. Núp? Coi nào. Kobayashi nó ở đâu? Con nhớ là con nhóc này nó rất là thích Kobayashi như vậy. Kana em lớn rồi mà, tụi mình đang đi học đấy. Không phải, ok, tụi mình đang đi học đấy nha, đang đi học đó. Ok. Omiku Ok sensei nè. ok Ủa mấy Miku. câu nè mấy Ủa tại sao Miku lại là giáo viên á? Núp. không biết nữa Miku sensei. Chào mừng em, mấy em tới trường học anime. Ủa? Ủa chị và em học trường học anime khi nào đấy? Núp. em đâu biết đâu ấy Chị chẳng biết nữa. À đúng rồi, mấy em trước khi học hãy tự hỏi thăm lớp, nói bạn trong lớp đi. chị em nè Wow. Emilia nè Đây là Emilia Ram với là gì đó, mình chẳng biết cái thằng này tên gì rồi đó, em nhớ không? Lúc học quay mà. em quên rồi cái anh này tên gì á, anh này tên là gì nè. Subaru ạ. À? À đúng rồi. Anh là chị gì? À, nếu mấy bạn không biết thì mình là fan hâm mộ của Sakura với Tomoyo. Trời ơi. Lúc nào chị muốn tới nói chuyện quá mà ngại ghê á. Không biết làm sao đó. À đúng rồi. Để chị tới nói chuyện thử xem sao nhá. Ok. Xin chào. Nè nè Sakura-chan, cậu định tấn sẽ thu phục phải bài nào tập nào tiếp theo vậy? Tớ có phải may cho cậu trang phục nữa chứ. Wow, hình như thế chị nhớ Tomoyo rất là thích Sakura thu phục tại bài như vậy. Tomoyo chan cậu thật phiền quá vậy à. Có lẽ mình vẫn chưa bắt chuyện được hai bạn này nhỉ. Mình để chị đi ra đây xem đây nào. đây Ra ra đây ra 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 đây đã. Có Có Naruto nè. Đi đây. Hey Sakura chan, tớ mua được kunai nè, đúng đẹp luôn ý. Cái gì, chỉ là mấy thứ bình thường thôi mà, đúng là trẻ con hay. Sakura cực quả đáng lắm luôn á. What? Mình thắc mắc. Núp núp ra đây. Cái gì ta? Ủa, chị nhớ chị Reno học trường học anime đâu? Tại sao tụi mình Em cũng vậy. Ủa hôm qua là chị thấy là tất cả mọi người đều bình thường mà, tại sao bây giờ là trở thành những nhân vật anime vậy ta? Chị đang thắc Em mắc đâu nữa. biết đâu. Khoan đã, em có nhớ Rika đã làm gì không? Núp núp, bây giờ chạy 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 ra thử, quay quay quay, mình còn đi lại đâu? Oh my god, cái gì đây? chị 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 nghe đó. What? Có phải cái đường này không ta? Để mình quay nào. Tại sao mình lại với núp lại kiểu trong thế giới anime được? What? Ok rồi, tụi mình sẽ trở lại đúng không? Bích. Ở sao mình không ra được? What? Sao sao không không ra được? Sao làm được? Ủa là sao? Rồi xong. Trời ơi, cái nhà thương yêu của tôi. Trời, cái nhà đất của em mất tiêu luôn rồi. What? Nè. Hả? Hình như là vừa có chuông thông báo vào học kìa. Đi vô đi vô đi vô. Có đi vô không? Có nên đi vô không chạy? Chị không biết nữa. Chị không biết cái trường học anime nó bảo đào tạo anime mà, nhưng mà chị là con người bình thường thôi mà. What? Chắc là tụi mình phải vào thử xem sao, chị cũng chả biết nữa. Thắc mắc kìa. Thôi ngồi vào học đi. Trời ơi. Wow. Không ngờ mà lại ở đây luôn. Ok. Ủa, có Conan nè. Em đi chuyện ngồi trong mày. Chị sợ Juno sợ lớn quá em nhìn nhờ. Ê. Thôi em với chị ngồi đây cho đỡ sợ. Ngồi Ok, chắc bây giờ cũng sẽ vào học thôi. Mà nhô ra tiền chỗ này là ăn chưa đúng không? Anh chưa, anh chưa, đó, anh chưa. Cái thằng này bây giờ ăn chưa ở đâu không mà chạy như đúng rồi đấy. Cái thằng tất cả mọi người tập trung ở đây rồi nè. Wow. Có Soma nè.
Đúng rồi. Ủa, mà chị ơi. Hả? Ở đây hả? Ủa? Ở đây hả? Ê, chào em đi, chào em đi. Ủa lên. Rồi rồi, ok. Ở đây là Soma. Nếu các bạn không biết Soma là một thần nấu ăn trong anime. Ok, mình sẽ gọi Soma nữa. Ok, cậu ơi cho tôi một... Mấy mình ăn gì đó. Bánh táo. Ô, bánh táo. Vâng, quý cô chờ tôi một tí nha. Ok, rồi. Gì đây, núp lại chạy rồi. Nhắn nhỏ. Nói quá à. Ăn lẹ, ăn lẹ, ăn lẹ. Rồi, nè em ạ. Chị có bánh mì em ăn tạm nhá. Nè. Nè, ăn lẹ, 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 muốn. Đây là phòng ăn của anime à? Ồ, Naoto có tô ramen đúng ngon luôn. Ơ, đây là Sakura nè. Mình muốn bắt chuyện với hai người này ghê á. Ok, mình sẽ cố gắng. bạn Sakura ơi. Xin chào. Ủa, bạn có phải là cái người bạn mới lớp này đúng không? Đúng rồi. Mình là Shimi-chan. Rất vui được làm quen với bạn. Thì mình mong tớ với cậu có thể làm bạn thân được không? Rất vui được làm quen với bạn. Bạn nhé Shimi-chan. Mình là Sakura Kimonoto. Trời ơi Sakura. Oh my god, cảm giác ngại ngại sao ấy. À đúng rồi. Núp ơi. Ủa. Ủa. Núp. Ủa núp mới đây đâu rồi ta. What. Sakura, cậu thấy thằng nhóc mà núp đấy không? Nó đứng sau lưng tớ nè. Cái thằng vừa ngồi đây á, cậu có thấy nó đi đâu không? Mình mới thấy nó ở đây mà. Núp, tớ xin lỗi tớ không biết. Mà cậu thử kiếm xung quanh đi, lỡ nhóc đó đi xung quanh đây sao? Ồ, ok. Trời ơi, không biết núp đi đâu ta, khổ ghê á. Mới đây nó chạy hết rồi. Đâu rồi, đây, núp ơi. Ủa lạ đó, mình đi lại trường vẫn chưa thấy núp ở đâu nhá. Núp ơi, núp. Ôi, chạy coi. Cái gì đấy? Ôi, what? Kỳ quá à. Ủa, chị em đi. Núp sai hả? Mấy anh này bắt nạt em nè, kỳ quá à. Trời ơi. Ủa, như đây là trai mà Seiko đúng không ta? Sao mà nhớ là hai tên này chạy tôi đài rồi. Ê, hai nhóc kia tự nhiên bắt nạt em của tôi hả? Cái thái đứa này hai đứa lớn rồi đúng không? Ê, Seiko có người kia tự mình rút thôi. Đúng chán ghê, tự nhiên có bà chị phiền phức ở đây đúng là mệt luôn. Cái gì cơ? Cái gì? Ok, hai đứa chờ đấy. Hai đứa sẽ không... Chị sẽ không bao giờ nương tay hai đứa đâu, nghe chưa? Anh ơi, núp đi thôi, đi thôi. Trời ơi, hai con nhóc này nó kiểu chẳng biết gì thôi mà. Hai đứa nhờ đấy. Ok, đi thôi. Em đừng quan tâm gì nhá, đừng quan tâm nhá. Bây giờ chắc là chị nghĩ chị và em ra ngoài kia đi. Khổ ghê á. Làm ơn cho tôi ra đi mà. Làm ơn cho tôi ra đi mà. Làm ơn cho tôi về nhà đi mà. Làm ơn cho về nhà đi. Ủa sao không được? Trời ơi, vẫn không được à? Cái gì ta? À đúng rồi. Theo mình, theo chị nhớ thì có một vài bạn fan đã bảo nếu hai tụi mình thực hiện hết những yêu cầu của những nhân vật anime trong này thì mình mới được thoát khỏi thế giới này. Ok, thì nếu các bạn đã nghe được thì đây chỉ là tập đầu tiên của mình ở lúc thôi. Và nếu tập sau các bạn muốn mình thực hiện yêu cầu về một nhân vật anime nào đấy thì mình sẽ thực hiện kiểu như Conan tụi mình sẽ phá án, còn Sakura thì mình sẽ thu thập bài, còn Luffy hay là Fairy Tail thì gì đấy. Ok, thì nếu các bạn thích video này đừng quên để lại một nút like, subscribe và đăng ký cho núp nhá. Ok, để mình vào núp top về thế giới anime.